ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý trong nước và quốc tế, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới. Đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng của chặng đường đổi mới và phát triển đất nước. Hội nghị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương, các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các nước, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại hội nghị ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về hội nghị. Sự hiện diện của các quý vị đại biểu và các vị khách quý trong nước và quốc tế tại hội nghị ngày hôm nay thể hiện sự quan tâm và sự cổ vũ to lớn đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một đất nước đang trên đà đổi mới, phát triển và hội nhập. Thưa quý vị, đường lối đổi mới mở cửa hợp tác đầu tư với nước ngoài được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 và đã được cụ thể hóa bằng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987. Đây là một trong những đạo luật đầu tiên của thời kỳ đổi mới của Việt Nam, được đông đảo chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá là một quyết sách có tính lịch sử, thể hiện tư duy, quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước trong quan hệ kinh tế đối ngoại, huy động nguồn lực nước ngoài cùng với nguồn lực trong nước để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trên chặng đường 30 năm qua, đầu tư nước ngoài đã đồng hành cùng với tiến trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế, đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành một nước có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam có được những thành tựu phát triển vượt bậc như ngày hôm nay, có thể khẳng định có sự đóng góp không nhỏ của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa, đầu tư nước ngoài đã đóng góp đáng kể cho việc xóa bỏ thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước và tổ chức quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời khơi dậy nguồn lực trong nước để cùng khai thác các tiềm năng lợi thế, đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng và tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đến nay, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế. Lũy kế đến 20 tháng 8 năm 2018, cả nước có 26.500 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 334 tỷ đô la Mỹ và tổng số vốn thực hiện là 184 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong vốn tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã đạt mức 18 đến 25% trong giai đoạn 1991 đến 2017. Đóng góp của đầu tư nước ngoài với công cuộc phát triển kinh tế xã hội thể hiện thông qua các cái phương diện như sau. Thứ nhất là về kinh tế, đầu tư nước ngoài đóng một vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mức đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong GDP của cả nước đã tăng từ 9,3% năm 1995 lên 19,6% năm 2017. Bên cạnh đó, thì năng suất lao động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn ở mức cao, đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế. Năm 2017, thì năng suất lao động của khu vực này đã cao hơn 3,7 lần năng suất bình quân chung của cả nước. Tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ khu vực đầu tư nước ngoài tăng đáng kể, từ 1,8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 1994-2000 lên 23,7 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2011-2015 và chiếm gần 14% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước.
10 địa phương có nguồn thu ngân sách nhà nước lớn và 16 địa phương tự cân đối được ngân sách đều là những địa phương thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Với tỷ trọng là 58,2% vốn đầu tư nước ngoài tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, tạo ra trên 50% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Đầu tư nước ngoài còn góp phần phát triển khu vực công nghiệp, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như là viễn thông, dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin, vân vân, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng trong dài hạn. Với sự tham gia của đầu tư nước ngoài thì nhiều ngành dịch vụ chất lượng cao như là tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, vận tải biển, logistics, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch đã có những bước bước phát triển đáng kể trong những năm vừa qua. Đầu tư nước ngoài còn là một nhân tố góp phần chuyển đổi không gian phát triển, hình thành các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Chủ trương khuyến khích đầu tư nước ngoài hướng vào xuất khẩu đã tạo thuận lợi cho Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, từng bước tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Nhờ có định hướng này thì xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đã tăng nhanh trong thời gian gần đây, góp phần quan trọng làm cân bằng cán cân thương mại, giảm áp lực về tỷ giá và cải thiện cái cán cân thanh toán quốc tế. Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, nhưng trong 30 năm qua, nhiều dự án đầu tư nước ngoài đã có chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến ở một số ngành, lĩnh vực, tác động lan tỏa nhất định tới khu vực doanh nghiệp trong nước, qua đó góp phần nâng cao trình độ công nghệ và quản trị của nền kinh tế. Về xã hội, khu vực đầu tư nước ngoài đã có nhiều đóng góp trong việc tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Việc làm trực tiếp trong khu vực đầu tư nước ngoài đã tăng từ 330.000 năm 1995 lên khoảng 3,6 triệu năm 2017. Và bên cạnh đó thì khu vực này cũng tạo ra việc làm gián tiếp cho khoảng 5 đến 6 triệu người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cũng là những đơn vị đi tiên phong trong đào tạo, nâng cao trình độ và tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý. Nhiều vị trí việc làm trước đây do chuyên gia nước ngoài đảm nhận, nay đã được thay thế bằng lao động Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo và các hoạt động thiện nguyện khác. Ngoài ra, thì việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế. Kết quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong 30 năm qua đã khẳng định đường lối mở cửa hợp tác với nước ngoài của Đảng và Nhà nước là hết sức đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thưa quý vị, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài thời gian qua còn một số hạn chế bất cập. Trước hết, phải kể đến là việc liên kết và hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực đầu tư nước ngoài đến khu vực trong nước còn thấp. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài tập trung vào công đoạn gia công lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp ở mức dưới trung bình. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước còn thiếu sự liên kết chặt chẽ để cùng phát triển. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện còn thấp hơn so với cả vốn đầu tư đăng ký cũng là một vấn đề và cần quan tâm xử lý. Năm 2017 thì tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện thì mới đạt khoảng 55,5%. Có nghĩa là có tới gần 1/2 tổng vốn đầu tư đăng ký nhưng chưa được thực hiện. Chuyển giao công nghệ thông qua đầu tư nước ngoài cũng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Số dự án đầu tư nước ngoài ở các ngành sử dụng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn thì chưa nhiều. Đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực như là nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, giáo dục đào tạo, y tế và đầu tư từ các cái tập đoàn xuyên quốc gia thì đang còn khiêm tốn. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường. Một số trường hợp đã gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và cuộc sống của người dân, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Việc sử dụng đất đai và tài nguyên không tái tạo tại một số dự án đầu tư nước ngoài đã còn lãng phí và kém hiệu quả. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì đã có hành vi
chuyển giá, thiếu trung thực trong báo cáo tài chính để trốn thuế. Thực tế cũng cho thấy còn trường hợp bên nước ngoài trong các liên doanh đã tạo áp lực buộc Việt Nam phải nhượng lại những phần vốn góp và chuyển doanh nghiệp liên doanh thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, làm hạn chế khả năng liên kết và chuyển giao công nghệ. Một số địa phương thì chưa tính toán đầy đủ, cân nhắc thận trọng các yếu tố liên quan đến quốc phòng, an ninh khi thu hút các cái dự án đầu tư nước ngoài. Việc chấp hành luật lao động tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chưa nghiêm, trong đó thì có việc sử dụng lao động nước ngoài. Tỷ lệ một số cuộc đình công không theo trình tự pháp luật quy định và tranh chấp lao động trong khu vực đầu tư nước ngoài có xu hướng gia tăng. Những hạn chế bất cập nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính. Cụ thể là, thứ nhất, hệ thống thể chế và chính sách môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam mặc dù đã được cải thiện mạnh mẽ trong những năm gần đây, song một số điểm thì vẫn còn kém tính cạnh tranh hơn so với cả một số nước trong khu vực, nên chưa thực sự đủ hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới, nhà đầu tư nước ngoài còn một số quan ngại liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, việc áp dụng nguyên tắc không hồi tố, giải quyết tranh chấp, phá sản của các cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai, hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ và năng lực của doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Thứ ba là hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chưa cao. Trong một số trường hợp thì việc phân cấp quản lý cho địa phương chưa thực sự phù hợp với năng lực, điều kiện hoạt động của bộ máy và đội ngũ cán bộ. Trong khi đó, thì công tác hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát từ các cơ quan trung ương chưa đầy đủ và kịp thời. Thứ tư là công tác xúc tiến đầu tư mặc dù không ngừng được hoàn thiện, song còn thiếu tính chuyên nghiệp và phân tán. Mô hình tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động thì chưa được đổi mới kịp thời nhằm thích ứng với cả yêu cầu thực tiễn thu hút đầu tư nước ngoài. Nguồn lực tài chính để thực hiện chiến lược xúc tiến đầu tư quốc gia còn hạn chế. Thưa quý vị, nhìn lại kết quả thực hiện trong 30 năm qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý giá và là nền tảng quan trọng để điều chỉnh mục tiêu, định hướng, thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài cho giai đoạn mới như sau. Một là để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đòi hỏi phải huy động và kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và ngoài nước. Trong đó, nguồn lực trong nước là quyết định và nguồn lực nước ngoài là quan trọng. Hai là hoàn thiện thể chế chính sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập với quốc tế là tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế. Ba là hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, trình độ năng lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định thành công trong việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Tư là phát triển nâng cao năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là năng lực về công nghệ và quản trị là yếu tố quan trọng để tiếp nhận và tăng cường liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa của đầu tư nước ngoài đối với khu vực doanh nghiệp trong nước nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Thưa quý vị, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới đối với cả Việt Nam trong thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới. Dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu có xu hướng giảm và đang dịch chuyển theo hướng thuận và không thuận đối với Việt Nam. Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có khả năng tác động làm điều chỉnh dòng đầu tư của Hoa Kỳ, EU từ Trung Quốc và các nước khác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn trước áp lực cạnh tranh với một số nước trong khu vực và trong thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế đang dịch chuyển. Thêm vào đó, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng và các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do ngày càng cao, thì việc Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu dựa vào nhiều vào nhập khẩu để xuất khẩu cũng là thách thức không nhỏ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và đang đặt ra những thách thức rất lớn, nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội để Việt Nam có thể đi tắt đón đầu, bắt kịp với các nước.
Để tận dụng được các cơ hội đó, đòi hỏi phải xây dựng và thực hiện một chiến lược phát triển dài hạn, đầu tư thích đáng cho hoạt động đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để khuyến khích dòng đầu tư nước ngoài vào các ngành nghề mới. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình với vị thế và uy tín trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Việt Nam được đánh giá là thành viên có trách nhiệm trong nhiều tổ chức quốc tế, đã và đang tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và thực hiện nghiêm túc đầy đủ các cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập. Thứ hạng của Việt Nam trên nhiều bảng xếp hạng của thế giới về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, v.v. đã được cải thiện mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện, tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đã có những chuyển biến thực chất. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước ngày càng lớn mạnh, bước đầu đã hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có uy tín và thương hiệu. Ngoài ra, quá trình cổ phần hóa và thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước cũng đang được đẩy mạnh, mở ra những cơ hội mới cho đầu tư tư nhân, trong đó có đầu tư nước ngoài theo hình thức mua bán sáp nhập. Đó là những yếu tố quan trọng tạo tiền đề để tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới, cũng như để Việt Nam tham gia mạnh mẽ hơn vào những sân chơi mới của thế giới, vừa thúc đẩy phát triển đất nước, vừa đóng góp vào thịnh vượng chung của thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích và phát triển lâu dài phù hợp với mục tiêu, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong chung và dài hạn. Mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vốn, công nghệ cao, tiên tiến, quản trị hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng của cách mạng công nghiệp 4.0. Về định hướng ngành và lĩnh vực, tập trung ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào một số ngành lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu với đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng và sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực trong nước và thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia với khu vực doanh nghiệp trong nước để hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị. Tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành mà Việt Nam vẫn đang có lợi thế như là dệt may, da giày, nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh và tự động hóa. Về định hướng theo các địa phương và vùng miền thì đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với lợi thế, điều kiện và trình độ phát triển, quy hoạch của từng địa phương trong mối liên kết vùng, đảm bảo hiệu quả tổng thể kinh tế, xã hội, môi trường. Đối với những địa bàn, khu vực nhạy cảm liên quan đến quốc phòng và an ninh, khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế, việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng được xem xét chặt chẽ để đảm bảo các vấn đề về quốc phòng và an ninh, chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó thì cần hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo động lực mới cho thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và khu nông nghiệp công nghệ cao. Về định hướng thị trường và đối tác, đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa thu hút đầu tư nước ngoài từ các thị trường và các đối tác tiềm năng, khai thác có hiệu quả mối quan hệ các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện, chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia để nắm giữ những công nghệ nguồn tiên tiến và phát triển trình độ quản trị hiện đại, không thu hút những cái dự án có công nghệ lạc hậu.
không thân thiện với môi trường vào Việt Nam từ một số nước trong khu vực, thu hút đầu tư nước ngoài từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án quy mô nhỏ, siêu nhỏ phải đảm bảo điều kiện nâng cấp công nghệ và gia nhập mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tận dụng lợi thế của Việt Nam trong thị trường của cộng đồng kinh tế ASEAN và cơ hội do các hiệp định thương mại tự do tạo ra để thu hút đầu tư nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu định hướng nêu trên, trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả tổng kết 30 năm thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn và các chương trình hành động cụ thể, trong đó tập trung vào các cái giải pháp hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư, trong đó có đầu tư nước ngoài. Thúc đẩy liên kết giữa các khu vực đầu tư nước ngoài với cả khu vực doanh nghiệp trong nước, đổi mới cơ chế và phương pháp xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thưa quý vị, hội nghị ngày hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cùng nhau đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, để từ đó đề xuất những giải pháp mạnh mẽ có tính đột phá nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài, góp phần nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. Hội nghị của chúng ta hôm nay rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có vài phát biểu chỉ đạo quan trọng về phương hướng, chủ trương, hợp tác đầu tư với nước ngoài trong thời gian tới. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến tham gia của các đại biểu và các nội dung thảo luận tại hội nghị ngày hôm nay về những đánh giá, kết quả nổi bật, những hạn chế, bất cập, những nguyên nhân chủ yếu, rồi mục tiêu, định hướng, cơ chế chính sách, giải pháp trong thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, thì Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện đề án về định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi mong muốn các bạn đến với Việt Nam trong tâm thế của những nhà đầu tư có thiện chí, có trách nhiệm, với những cam kết và hành động cụ thể, thực chất để đầu tư kinh doanh lâu dài trên cơ sở hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư, của nhà nước và cộng đồng. Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà đầu tư nước ngoài đã đồng hành và có những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới. Xin kính chúc sức khỏe Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Cảm ơn. Trong khi Việt Nam đang kỷ niệm 30 năm luật đầu tư nước ngoài, thì VBF cũng đã tròn 21 năm liên tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, xây dựng mối quan hệ đối thoại cởi mở và tôn trọng lẫn nhau nhằm cải thiện chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cần phải ghi nhận những thành công to lớn của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng tăng vào Việt Nam. Nhờ đó mà Việt Nam đã bắt kịp với các đối tác ASEAN lớn khác, trở thành một nước xuất khẩu lớn của thế giới. Việt Nam cũng tiếp nhận được nhiều nguồn ngoại tệ, công nghệ, bí quyết kinh doanh và nguồn thu từ tiền lương mà người lao động Việt Nam nhận được. Tiền thuế nộp vào ngân sách cũng như toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ trong nước được tiêu thụ là những yếu tố có vai trò quan trọng thúc đẩy GDP tăng trưởng. Để hỗ trợ đầu tư, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều nước khác đã tăng cường viện trợ ODA cho Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng vượt hơn mức thông thường. Chất lượng vốn FDI cũng không ngừng tăng, và cho đến nay, những sản phẩm hàng đầu xuất khẩu đi từ Việt Nam là sản phẩm điện tử, tương tự như cách đây ít năm. Các mặt hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ, thế chỗ dầu mỏ, lương thực để trở thành nhóm hàng xuất khẩu chủ đạo. Kết quả này đạt được nhờ sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa của dân tộc Việt Nam, đó là con người ham học hỏi, luôn tự cải thiện bản thân, đầy nhiệt huyết, hoài bão, và Chính phủ với vai trò đảm bảo ổn định kinh tế xã hội và mối bang giao với tất cả các nước trên thế giới trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, kể từ khi luật FDI được ban hành. Bây giờ là lúc chúng ta nhìn về tương lai và
và cùng suy nghĩ để làm sao giữ chân được những người đã đến với đầu tư, đồng thời thu hút thêm được những nhà đầu tư có chất lượng hơn nữa vào Việt Nam đến năm 2030 và xa hơn nữa. Ngay cả hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp đến đầu tư tại Việt Nam cũng vẫn do sức hấp dẫn của chi phí nhân công, năng lượng thấp và chính sách ưu đãi thuế. Tuy nhiên, mức lương đang tăng nhanh hơn nhiều so với tăng năng suất lao động, phản ánh đơn thuần tốc độ ra đời của các doanh nghiệp FDI. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, thì sẽ không lâu nữa những doanh nghiệp hiện đang tuyển dụng lượng lớn lao động trong các ngành may mặc, giày dép, lắp ráp sẽ chuyển địa điểm sang các nước khác. Duy trì những ngành sản xuất thâm dụng, lao động này là đòi hỏi quan trọng do Việt Nam vẫn có dân số lớn, trẻ, tay nghề thấp, để nâng cao tỷ lệ việc làm và tạo cơ sở để sau này nâng cấp công xưởng của các hãng công nghệ. Giải pháp là nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động để có năng suất cao hơn và có đủ trình độ để sử dụng và vận hành các thiết bị tự động hóa. Từng doanh nghiệp cần tổ chức một số hình thức đào tạo trình độ cao cho lao động của mình. Nhưng một điều quan trọng nữa là các doanh nghiệp dạy nghề độc lập phải được nhân rộng và được tự do quyết định chương trình đào tạo, cơ cấu tổ chức của mình để có thể nhanh chóng thích ứng với nhu cầu thị trường. Thêm vào đó, tất cả các quốc gia thành công đều có một hệ thống giáo dục tốt. Vì thế, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện nền giáo dục của mình, cần tự do hóa quyền tự quyết về chương trình đào tạo, cơ cấu tổ chức, tạo điều kiện để các trường phổ thông, trường đại học quốc tế có đội ngũ giảng dạy giàu kinh nghiệm từ nước ngoài đến đầu tư. Đồng thời, cũng nên tăng cường liên thông và tìm cách để thu hút du học sinh về nước. Về lĩnh vực này, Việt Nam hiện đang đi sau Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Cần có những chính sách hấp dẫn, đầu tư vào năng lượng như áp dụng biểu giá điện kinh doanh, vừa đảm bảo tính bền vững cho ngành điện, vừa khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng. Một vấn đề quan trọng nữa đang được cả doanh nghiệp địa phương trong nước và FDI cùng quan tâm là gánh nặng hành chính, đặc biệt là về thủ tục thuế và hải quan. Những quan ngại thường gặp nhất của các thành viên của chúng tôi là về quy trình thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thường được thực thi theo hướng tối đa hóa nguồn thu trước mắt cho nhà nước mà ít quan tâm đến việc hoàn thuế, cũng như mức độ thiếu nhất quán trong các quy định tạo kẽ hở cho tham nhũng. Chỉ những doanh nghiệp lớn mới có thể đủ khả năng tham gia vào những cuộc thương lượng kéo dài cần có để đi đến kết quả được cả hai phía nhất trí. Nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không thể đủ sức lực hay kỹ năng để làm được việc đó. Về vấn đề hải quan, cần loại bỏ tiền mặt khỏi quy trình thanh toán, vi tính hóa toàn bộ các chứng từ để đảm bảo thông tin minh bạch. Một số giải pháp chính khác bao gồm việc làm rõ một số quy định, trong đó VBF, đang hợp tác với một số cơ quan chức năng để thực hiện, cũng như có cơ chế báo cáo hiệu quả gần sát với các bộ ngành hơn và đảm bảo cách hiểu duy nhất áp dụng cho mọi trường hợp tương tự. Phải có một số giải pháp cho những doanh nghiệp đầu tư theo giấy phép, trong đó quy định cho hưởng một số ưu đãi thuế nhưng lại không được công nhận trong luật thuế. Để hợp tác tốt với khối FDI, chính phủ nên khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong nước chuyển dần khỏi lĩnh vực bất động sản, có cơ chế quản lý mới chuyên sâu để đặt nền tảng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hiện đại và công nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cần tập trung các doanh nghiệp hiện có thành những doanh nghiệp lớn, có khả năng tham gia vào những ngành nghề trình độ cao hơn và đủ sức thu hút nhân tài và những kỹ năng cần thiết. Đặc biệt, đầu tư vào công nghệ thông tin và phần mềm là rất cấp thiết để tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao hiệu quả, chất lượng, các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Các nhà sản xuất cấu kiện ô tô sẽ khó chọn Việt Nam là điểm đến nếu không có chính sách gì mới, như cam kết tổng thể về phát triển xe chạy điện, mà hiện nay đã là một sản phẩm có thực với tốc độ phát triển nhanh đến kinh ngạc. Trong số những điều kiện tiên quyết đối với mọi công nghệ cao hay ngành kinh doanh giá trị gia tăng được đưa vào Việt Nam, còn bao gồm bảo đảm về sở hữu trí tuệ, các cơ chế giải quyết tranh chấp với thời gian xử lý nhanh và được nhìn nhận là công bằng đối với cả hai bên như cơ chế trọng tài. Thị trường Việt Nam dù lớn về quy mô dân số nhưng chưa đủ sâu để hỗ trợ một nền kinh tế đóng và nếu thực thi chính sách bảo hộ thì sẽ dẫn đến bị áp trả, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
Doanh nghiệp FDI cần đến một thị trường Việt Nam, nhưng còn cần hơn nếu Việt Nam là một nền tảng cho khu vực ASEAN, là nơi sản xuất cho các thị trường trên thế giới. Vì thế, tự do thương mại sẽ đảm bảo mở ra cánh cửa đối với những doanh nghiệp này. Việt Nam tuy đã có một số hiệp định tự do thương mại FTA với nhiều khu vực trên thế giới, nhưng quá trình thực thi vẫn chưa đầy đủ, trong khi EVFTA vẫn chưa được ký kết. Vốn FDI mới sẽ khó vào nếu chưa có hạ tầng cơ sở đầy đủ, nhu cầu của Việt Nam về cơ sở hạ tầng mới hơn, tốt hơn về năng lượng và giao thông vượt xa khả năng đầu tư trong nước, trong khi nguồn vốn ODA dù chưa hoàn toàn cạn kiệt nhưng cũng không thể thay đổi cục diện. Cần có một bước đột phá và hướng đi mới để cân bằng rủi ro, tạo thủ tục nhanh chóng, thực hiện minh bạch về đấu thầu, giao quyền sử dụng, từ đó tạo điều kiện để đầu tư theo mô hình PPP, mang đến cho Việt Nam mọi nguồn lực mà Việt Nam cần. VBF sẵn sàng hợp tác cụ thể để xác định, giải trình, giảm thiểu rủi ro đối với chính phủ từ những mô hình PPP được công nhận rộng rãi và đang chứng tỏ hiệu quả ở tất cả các quốc gia. Sau cùng, mọi định hướng sắp tới đều phải có trong cam kết bảo vệ môi trường. Người tiêu dùng trên thế giới đang ngày càng e ngại những sản phẩm đến từ những nước có tình trạng khẩn cấp về môi trường. Chúng tôi hoan nghênh giải pháp đề xuất của chính phủ về cải thiện cơ chế hợp tác khu vực và mong muốn Việt Nam bắt đầu triển khai ngay bằng cách đi trước nhiều gương, nắm lấy vai trò chủ đạo để xử lý vấn đề này một cách triệt để. Các doanh nghiệp thành viên VBF đã chọn Việt Nam là ngôi nhà của mình và đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh đến mức tối đa có thể. Chúng tôi là bằng chứng sống về sức hấp dẫn của Việt Nam ngày nay. Chính phủ có thể làm rất nhiều việc để Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn nữa nếu có sự cân bằng hợp lý giữa định hướng rõ ràng, luật định đơn giản và mở cửa thị trường. EFTA is still far from being a reality today. Tôi đã tới Việt Nam từ năm 1993 và rất may mắn khi được chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam từ một nền kinh tế tập trung tới một nền kinh tế thị trường mở cửa với thương mại toàn cầu. Kể từ khi chính sách đổi mới được ban hành, Việt Nam đã phát triển từ quốc gia có mức thu nhập thấp thành quốc gia có thu nhập trung bình. Trong giai đoạn này, nền kinh tế phát triển vượt bậc đã tạo ra nhiều việc làm, nâng cao mức sống và mang lại cơ hội mới cho hàng triệu người dân. Vốn đầu tư nước ngoài đã và đang là cỗ máy thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam, thương mại quốc tế cởi mở hơn, chính sách kinh tế vĩ mô toàn diện hơn, lạm phát duy trì ở mức thấp và những nỗ lực của chính phủ trong việc hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng các quy chuẩn quốc tế đã làm tăng niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại đây. Thay mặt cho Eurocharm, tôi xin hoan nghênh những thành tựu đã đạt được của chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thúc đẩy thu hút nguồn vốn FDI và ủng hộ những cam kết của Việt Nam trong việc duy chỉ chính sách mở cửa. Ngày nay, với môi trường đầu tư ưu đãi của Việt Nam, chi phí sản xuất cạnh tranh, triển vọng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu đang phát triển, lực lượng lao động trẻ có trình độ cùng với vị trí đắc địa tại Đông Nam Á, Việt Nam chính là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, sự phát triển này không hiển nhiên mà có được và cũng không hề dễ dàng. Chiến tranh thương mại nổ ra khi Hoa Kỳ thay đổi từ chính sách nền kinh tế mở cửa sang chủ nghĩa bảo hộ. Những leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam khi khối lượng hàng hóa khổng lồ của Trung Quốc không thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ tìm tới những thị trường mới nổi khác để thay thế, trong đó có Việt Nam. Nhưng cùng lúc, nhiều nguồn vốn FDI sẽ đổ vào Việt Nam nhờ vào những chính sách ủng hộ tự do thương mại. Do đó, thách thức chủ yếu đối với Việt Nam trong vài năm tới chính là việc định hướng rõ ràng để chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Thực tế, ba thập niên qua đã chứng minh rằng chủ nghĩa bảo hộ có thể phương hại đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Chủ nghĩa bảo hộ làm gia tăng chi phí thương mại, hạn chế việc tiếp cận hàng hóa và dịch vụ, gây tổn hại đến nguồn việc làm và sự tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, những thị trường tự do, cởi mở nhưng vận hành theo quy tắc sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư xuyên biên giới. Các doanh nghiệp được hưởng lợi từ chi phí thấp và do đó người tiêu dùng cũng được hưởng lợi khi giá cả hàng hóa và dịch vụ có giá thấp hơn. Đây thật sự là hướng tiếp cận có lợi cho tất cả các bên. Vì thế, để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài trong tương lai, Việt Nam cần duy trì những chính sách hiện tại nhằm phát triển thương mại tự do và mở cửa thị trường. Như quý vị đã biết, Việt Nam đang tham gia vào 12 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với 56 nền kinh tế trên toàn thế giới. Đây là nền tảng để chính phủ Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý, tạo nên môi trường kinh doanh thuận lợi, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đảm bảo quản trị minh bạch.
Ngày nay, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như hiệp định thương mại tự do với châu Âu đã và đang tạo điều kiện cho Việt Nam tiến xa hơn nữa. EVFTA là một trong những hiệp định thương mại tự do toàn diện và đầy tham vọng nhất từng được ký kết giữa Liên minh châu Âu và một số quốc gia đang phát triển. Sau khi được phê chuẩn và thông qua, Việt Nam sẽ trở thành một trong số các quốc gia được tiếp cận thị trường 500 triệu người tiêu dùng của châu Âu mà không có rào cản thuế quan nào. Tóm lại, EVFTA sẽ mở cửa thị trường, tăng cường thương mại và giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn nữa cho các công ty nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp châu Âu nói riêng. Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm trung chuyển cho thương mại và đầu tư trong khu vực ASEAN, có nền tảng vững chắc để thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, đang tìm kiếm cơ hội mới mà EVFTA sẽ mang lại. Điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa Việt Nam và châu Âu và giúp thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Mặc dù vậy, đây không phải là một kết quả tất yếu. Để hiện thực hóa kết quả này và có thể tối ưu hóa những lợi ích của EVFTA, cũng như khai thác được tiềm năng của quốc gia để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang đương đầu với một số thách thức và cả cơ hội. Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tựu của những thập niên vừa qua để tạo ra một môi trường đầu tư và thương mại hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể hơn, chúng tôi quan ngại rằng một số văn bản pháp luật gần đây liên quan đến ngành công nghiệp ô tô, rượu vang, rượu mạnh và dược phẩm có thể ảnh hưởng đến tiến trình hiện tại của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư. Việt Nam cần thể hiện rằng chính phủ đang từng bước giải quyết các vấn đề mà châu Âu quan ngại nhằm sớm phê chuẩn hiệp định EVFTA, đặc biệt là các vấn đề xoay quanh quyền lao động, đánh bắt cá bất hợp pháp, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Trên hết, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức lớn hơn để duy trì khả năng cạnh tranh và tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong nhiều thập niên, chi phí lao động thấp đã giúp Việt Nam thu hút được đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực như sản xuất và dệt may. Tuy nhiên, để gia tăng chuỗi giá trị, Việt Nam cần phải phát huy trình độ và năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động để nắm bắt được những cơ hội mới trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong tương lai, việc làm và các nguồn vốn đầu tư sẽ không tới từ những ngành công nghiệp cần nhiều sức lao động và có chi phí thấp, mà từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp xanh và bền vững cũng như ngành sản xuất công nghệ cao. Vì thế, chính phủ cần xem xét lập nên một kế hoạch phát triển năng lực quốc gia để có thể trang bị tốt cho lực lượng lao động trong tương lai. Việt Nam cũng cần xem xét mở cửa thị trường cho các lĩnh vực như dịch vụ tài chính và hậu cần để thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các ngành này. Những ngành trọng điểm như y tế và giáo dục vẫn cần được Việt Nam chú trọng đầu tư để cập nhật trí thức và kỹ năng tốt nhất trên toàn cầu. Việc hạn chế nguồn ngân sách cũng tạo nên những thách thức cho chính phủ. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam có thể xem xét hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, hướng đến những nhà đầu tư nước ngoài có thể hỗ trợ về chuyên môn và phát triển doanh nghiệp nội địa. Tương tự, chính phủ có thể làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương để đảm bảo các tài liệu quảng bá, kêu gọi đầu tư sẽ được điều chỉnh đúng với nhu cầu của các công ty nước ngoài và cung cấp đầy đủ thông tin về các ưu đãi cũng như các đối tác theo từng ngành nghề cụ thể để có thể thu hút đầu tư tốt hơn trong tương lai. Vai trò của các tổ chức xúc tiến đầu tư và việc áp dụng những phương pháp sáng tạo hơn để thu hút vốn đầu tư bao gồm sử dụng các phương tiện truyền thông, tuyển dụng các đại sứ thương hiệu để quảng bá và đầu tư tại các sự kiện, thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các cơ quan tổ chức địa phương, quốc gia và quốc tế. Eurocharm tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính và hoàn thiện khung pháp lý một cách hợp lý hơn để tiếp tục xây dựng một môi trường có tính định đoán, ổn định và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Với hướng đi hiện tại của chính phủ, Việt Nam có thể tận dụng tối đa các lợi ích từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, nắm bắt các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả toàn bộ nền kinh tế xã hội của Việt Nam. Tôi sẽ tới Bỉ để đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm phát biểu trước Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu. Tôi sẽ chia sẻ những thông điệp tích cực về những tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong việc đạt được những thành tựu quan trọng về nền kinh tế thời gian qua, cũng như những nỗ lực không ngừng của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu của EVFTA. Tôi xin chân thành cảm ơn. And facilitating greater cooperation between local, national, and international organizations. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp,
các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau hơn 30 năm, cùng với những thành tựu chung của cả nước trong thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, thủ đô Hà Nội đang dần trở thành một siêu đô thị phát triển nhanh. Với việc mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đã nâng cao uy tín, vị thế của thủ đô trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Từ đó cho đến nay, Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và là một trong ba địa phương được doanh nghiệp FDI lựa chọn. Kể từ năm 1989, khi Hà Nội ghi nhận những dự án FDI đầu tiên được cấp phép với 4 dự án, tổng vốn đăng ký là 48 triệu đô la Mỹ, thu hút FDI liên tục tăng trưởng cả về số lượng dự án và vốn đăng ký. Lũy kế đến tháng 9 năm 2018, trên địa bàn thành phố đã có 4.372 dự án, vốn đầu tư đăng ký đạt 33 tỷ 381 triệu đô la Mỹ. Riêng hai năm 2016-2017 và 9 tháng đầu năm 2018 đã thu hút được 12 tỷ 460 triệu đô la Mỹ, bằng 59% tổng số vốn đầu tư đã thu hút trong giai đoạn 1988-2015. Kết quả 9 tháng đầu năm 2018 với 6 tỷ 260 triệu USD vốn đầu tư, thành phố Hà Nội tạm đứng thứ nhất cả nước về thu hút vốn FDI. Khu vực FDI với ưu thế, tiềm lực về vốn, công nghệ đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nguồn vốn FDI chiếm khoảng 10 đến 15% trong tổng vốn đầu tư xã hội, góp phần duy trì mức tăng trưởng GRDP cao của thành phố trong những năm qua, trung bình đạt 7,11%, giúp thành phố hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, tham gia vào chuỗi sản xuất khu vực và đa dạng hóa xuất khẩu, đồng thời tạo thêm việc làm cho hơn 270.000 lao động trẻ, tạo sức ép cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong từng ngành, làm động lực cho các doanh nghiệp trong nước cải tiến công nghệ, thay đổi mẫu mã, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thủ đô. Khu vực FDI cũng góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại với các công trình thương mại, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu biểu như tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Keng Nam 72 tầng, trung tâm thương mại khách sạn văn phòng Lotte cao 65 tầng và các trung tâm thương mại của Aeon Mall, các khách sạn 5 sao quốc tế như Metropole, Hilton, Sheraton đã góp phần đưa Hà Nội vào trong nhóm 10 thành phố được xếp hạng có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Kính thưa các quý vị đại biểu, sự phát triển của thủ đô trong thời gian qua đồng thời có tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc cũng như của cả nước. Tương quan so sánh, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, dù Hà Nội chỉ bằng 21,2% và 1% về diện tích, 41,7% và 81,1% về dân số, nhưng đóng góp tương xứng là 51,1% và 16,7% về GRDP và 54,1% và 19,1% về thu ngân sách và 20,3% và 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kinh tế thủ đô luôn giữ vị trí đầu tàu là động lực phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và ngày càng đóng vai trò trọng điểm quan trọng đối với kinh tế của cả nước. Để phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển của thủ đô, tạo sức hút mạnh về cung cầu, lan tỏa về công nghệ và tạo động lực cho phát triển kinh tế vùng theo sự chỉ đạo và định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo hướng mở rộng, hợp tác liên kết mạnh với các tỉnh, thành phố, xóa bỏ sự manh mún, dàn trải và tập trung để dần hình thành một hệ sinh thái, một cộng đồng khoa học công nghệ có thể tương tác chia sẻ dùng chung với các diện tích, với các tiện ích hạ tầng. Thành phố xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác vào các lợi thế của thủ đô cũng như các thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong vùng, bao gồm lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại, giao thông, khu vực đô thị thông minh, hạ tầng cấp thoát nước và môi trường, lĩnh vực sản xuất gia công, trong đó ưu tiên các ngành, lĩnh vực chế biến nông lâm thủy hải sản và thực phẩm, áp dụng các công nghệ mới, công nghệ tự động hóa tiên tiến, sử dụng ít năng lượng hoặc năng lượng tái tạo, tạo thêm việc làm với mức lương cao hơn và người lao động được phát triển kỹ năng về tay nghề cao hơn. Lĩnh vực dịch vụ có mức độ giá trị gia tăng cao như dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, thương mại, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, logistics. Bên cạnh
các nỗ lực triển khai và thực hiện hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cải cách hành chính, đẩy mạnh chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công qua mạng Internet. Thành phố Hà Nội mong muốn được hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và xin đề xuất một số giải pháp như sau. Một, cùng phối hợp chặt chẽ để xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển địa phương, phối hợp với các bộ, ban ngành thực hiện quy hoạch phát triển vùng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, thành phố, tránh sự trùng lặp, tạo ra những sản phẩm đặc trưng có tính cạnh tranh cao, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó thúc đẩy phát triển vùng và phát triển kinh tế của cả nước. Hai, cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, từ đó cùng xây dựng các giải pháp, chương trình, kế hoạch và nỗ lực triển khai thực hiện. Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên kết vùng đã ký kết với các dự án đầu tư hạ tầng có tính chất liên kết vùng nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Ba, tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại, giao thông, khu đô thị thông minh, hạ tầng cấp nước, thoát nước, môi trường, y tế, giáo dục, thương mại, thông qua việc phối hợp hợp tác với các quốc gia, thành phố, doanh nghiệp, nhà đầu tư các nước để hợp tác đầu tư kinh doanh, mua nhận chuyển giao công nghệ mới, kinh nghiệm và công nghệ quản lý, tăng cường kết nối, đẩy mạnh giao thương, xuất nhập khẩu. 4. Kiến nghị chính phủ xem xét giao cho các tỉnh, thành phố kêu gọi đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trong quy hoạch vùng trên cơ sở phù hợp với năng lực, hài hòa về lợi ích, trách nhiệm, bình đẳng và khai thác tối đa thế mạnh của mỗi địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này. 5. Đề nghị các bộ, ngành thiết lập kênh thông tin chia sẻ cùng cung cấp các chính sách, định hướng, chương trình, kế hoạch mới để các địa phương kịp thời nắm bắt, xây dựng và điều chỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch phù hợp, giới thiệu, hỗ trợ kết nối các đối tác, các nhà cung cấp quy mô lớn, chiến lược phù hợp cho các địa phương, có cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong công tác cung cấp thông tin, thẩm định đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác tại các nước trong khu vực, nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác thẩm định các dự án thu hút được các dự án FDI có tính khả thi. 6. Đề nghị chính phủ và các bộ ban ngành của Trung ương hỗ trợ tạo điều kiện để Hà Nội, các doanh nghiệp của Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với các nhà đầu tư quốc tế tiềm năng, đặc biệt là các hoạt động có quy mô lớn, uy tín, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực về công nghệ và tài chính, đồng thời có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch phù hợp với bối cảnh và định hướng của địa phương và quốc gia. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhân dịp hội nghị hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi xin trân trọng sự cảm ơn, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành của Trung ương, sự ủng hộ các tỉnh, thành phố và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư giúp Hà Nội đạt được những thành tựu quan trọng trong thu hút đầu tư và phát triển. Nhằm tận dụng mọi tiềm năng thế mạnh của thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ quyết tâm đưa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành hiện thực, nhằm xây dựng Hà Nội thành một động lực cho liên kết phát triển vùng, một địa điểm đầu tư kinh doanh du lịch hấp dẫn, nơi thành công của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các quý vị đại biểu dự hội nghị mạnh khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng, cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa quý vị đại diện, đại sứ, các cơ quan ngoại giao, các hiệp hội doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu. Lời đầu tiên thay mặt Ủy ban dân tỉnh Bình Dương, tôi xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây, được sự cho phép của ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo một số kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương về giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian qua. Kính thưa quý vị đại biểu, sau gần 30 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, đến nay khu vực kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế, là khu vực phát triển năng động nhất và ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Đối với tỉnh Bình Dương, sau khi được tái lập vào năm 1997, xuất phát từ một tỉnh nông nghiệp với nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh đã luôn nhận thức và hành động theo quan điểm nhất quán là để phát triển cần phải đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn lực con người. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền đã chủ động đề ra các giải pháp thu hút đầu tư nhằm tạo ra nguồn lực để phát triển thông qua việc thực hiện và duy trì có hiệu quả chủ trương trải chiếu qua mời gọi đầu tư, trải thảm đỏ mời gọi nhân tài, đã góp phần khai thông những bế tắc, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi để đón làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với tỉnh Bình Dương. Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ với tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 14,5%. Bình quân đầu người đến năm 2017 thì đạt 120 triệu đồng, tăng gấp 2,4 lần bình quân của cả nước. Về cơ cấu kinh tế thì chuyển dịch đúng định hướng với công nghiệp và dịch vụ đóng vai trò chủ đạo. Cụ thể, năm 1997, tỉnh Bình Dương có cơ cấu kinh tế là công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp với tỷ lệ tương ứng là 50,45%, 26,8% và 22,8%. Tuy giá trị công nghiệp chiếm 50,45%, nhưng lúc bấy giờ giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh chỉ khoảng 4.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa chỉ đạt giá trị tương đương 3.080 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 363 triệu đô la Mỹ. Sau 20 năm kể từ ngày tái lập, năm 2017, cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, thuế, nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 63,99%, 23,68%, 3,74% và 8,59%. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 872.686 tỷ đồng, tăng 218 lần so với năm 1997. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 161.357 tỷ đồng, tăng 52 lần so với năm 1997. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 78,5 lần so với năm 1997, chiếm trên 82,8% kim ngạch xuất khẩu chung của cả tỉnh Bình Dương. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút trên 3.400 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký hơn 31 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, trở thành địa phương thứ ba của cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp trên 48,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư nước ngoài còn là một nguồn lực to lớn cho tỉnh Bình Dương đầu tư phát triển và giải quyết có hiệu quả các vấn đề về an sinh xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện mức sống dân cư, đặc biệt là các vấn đề phát sinh hệ lụy của quá trình phát triển công nghiệp tác động đến đời sống của nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, đạt được kết quả nêu trên là nhờ những nỗ lực quyết tâm không ngừng của các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Bình Dương qua nhiều thời kỳ, của nhân dân và các thành phần kinh tế tại tỉnh, những kinh nghiệm giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Về cơ bản, có thể khái quát một số nét nổi bật như sau. Thứ nhất, tỉnh đã tập trung quán triệt trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, nhiệm vụ tạo môi trường thông thoáng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, chủ động xây dựng các chương trình xúc tiến, mời gọi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, luôn sâu sát lắng nghe và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, để qua đó tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Thứ hai, tỉnh đã thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển vùng và liên vùng, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối thuận lợi giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thứ ba, thực hiện có hiệu quả cơ chế huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật
giao thông, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để ưu tiên cho các công trình trọng điểm, góp phần tạo động lực, làm nền tảng phát triển và tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Thứ tư, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là những cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến giải quyết thủ tục hành chính của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Thứ năm, nỗ lực nghiên cứu xây dựng các chương trình, giải pháp, phối hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư. Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành thường xuyên phối hợp với các hiệp hội, các nhà đầu tư nước ngoài, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hội nghị xúc tiến nhà đầu tư tại địa phương và ở nước ngoài. Thông qua các hội nghị đã góp phần quảng bá thương hiệu và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận đầu tư tại Bình Dương. Kính thưa quý vị đại biểu, trong bối cảnh công cuộc đổi mới và quá trình hội nhập đã và đang đặt ra rất nhiều cơ hội và thách thức to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020, với định hướng phát triển một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và tạo nền tảng tiên tiến nền kinh tế tri thức. Tỉnh Bình Dương hiện đang triển khai đề án thành phố thông minh trên cơ sở nghiên cứu mô hình đột phá thành công của các thành phố thông minh trên thế giới, nhằm hình thành một cơ chế hợp tác chặt chẽ và năng động giữa các doanh nghiệp, chính quyền và người dân, góp phần tạo ra sức mạnh đột phá và mang lại lợi ích hài hòa cho các bên trong quá trình phát triển, tạo tiền đề để đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Thưa các đồng chí đại biểu, thưa tất cả quý vị, trên đây là khái quát một số nội dung về kết quả đạt được và những kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương liên quan đến tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Thay mặt Ủy ban dân tỉnh, tôi xin được chia sẻ tại hội nghị này, rất mong được các đồng chí đại biểu tham khảo và cho ý kiến đóng góp nhằm để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác thu hút đầu tư nước ngoài, phục vụ phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Một lần nữa, thay mặt Ủy ban dân tỉnh Bình Dương, xin kính chúc đồng chí Thủ tướng, đồng chí Phó Thủ tướng và các vị lãnh đạo các bộ ngành trung ương cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị đạt kết quả tốt. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị, tôi là Michael Kelly, Chủ tịch điều hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm thuộc Tập đoàn ACDL, dự án du lịch vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam và là dự án đầu tư tư nhân lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi cũng là Chủ tịch của An Tram. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, trong đó các nhà doanh nhân và nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có 24 năm đầu tư tại thị trường này. Điều này khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong sự phát triển của Việt Nam, mang đến Việt Nam công nghệ quản lý cho tới những tiêu chuẩn dịch vụ và nguyên tắc kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đã có những tác động tích cực tới nền kinh tế Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Thương mại và đầu tư là nền móng quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và cũng là lĩnh vực có những thay đổi to lớn kể từ khi Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại Việt Nam. Một cộng đồng nhỏ những doanh nhân người Mỹ đã thành lập Amcham trong buổi gặp đầu tiên tại khách sạn Dragon Hotel gần Hồ Tây vào tháng 4 năm 1994. Amcham kể từ đó bắt đầu tổ chức những buổi họp mặt quy mô nhỏ hàng tháng ở tòa nhà Army Hotel tại Hà Nội. Amcham đã tổ chức rất nhiều hoạt động cho các thành viên trong hiệp hội từ những ngày đầu tiên và có rất nhiều những thành viên lâu năm đã nỗ lực hết mình để bình thường hóa và phát triển mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Trải qua nhiều năm, Amcham đã phát triển thành một tổ chức năng động, đóng một vai trò to lớn trong đời sống thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Đối tác của chúng tôi chính là các bạn, những người đang ở trong căn phòng này. Chúng ta cùng nhau làm việc để cải thiện tình hình kinh tế nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Hoạt động kinh doanh giữa hai nước đã bắt đầu một cách khiêm tốn. Vào năm 1995, thương mại song phương Hoa Kỳ-Việt Nam chỉ đạt mức 451 triệu đô la Mỹ, nhưng đã phát triển nhanh chóng và đạt mức 60 tỷ đô la Mỹ. Và như ngày nay, chúng ta có thể thấy sự hiện diện của rất nhiều các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la ở đây, giúp Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao cũng như hỗ trợ đất nước này trở nên hiệu quả, phát triển, an toàn và sạch đẹp hơn.
Có một điều rất quan trọng cần phải nhấn mạnh ở đây là trong khi các số liệu chính thức về đầu tư đang xếp hạng vị trí của các nhà đầu tư Hoa Kỳ khá thấp, nhưng sự thật là Hoa Kỳ đang là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Sự hiểu lầm này đến từ cách thức phức tạp trong luật thuế Hoa Kỳ và các cơ cấu doanh nghiệp đang tận dụng chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam dưới quốc tịch khác. Ví dụ như nhà máy giá trị 1 tỷ đô la Mỹ tại khu công nghệ cao Sài Gòn là vốn từ nhà đầu tư Intel Hồng Kông, do đó được tính là nguồn đầu tư từ phía Hồng Kông, trong khi thực chất Intel là một công ty của Hoa Kỳ. Một ví dụ khác là nhà máy hóa mỹ phẩm trị giá 100 triệu đô la Mỹ của P&G tại Bình Dương, được coi là vốn đầu tư của P&G Singapore, do đó cũng được tính là nguồn đầu tư từ phía Singapore, trong khi thực chất P&G là một công ty rất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Có rất nhiều ví dụ như vậy, các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại đây, và người Mỹ ở Việt Nam cung cấp rất nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, đồ uống, xe cộ, máy bay, phần mềm, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ giáo dục, ứng dụng điện thoại, dịch vụ tài chính và pháp luật, sản phẩm nông nghiệp và còn rất nhiều nữa. Chính bản thân tôi, công ty của chúng tôi cũng là một trong những trường hợp như vậy. Dự án du lịch đã triển khai được hơn 1 tỷ đô la Mỹ và 100% các nhà đầu tư đều là người Mỹ. Tuy nhiên, công ty chúng tôi đã sử dụng một pháp nhân nước ngoài để đầu tư từ Canada, và do đó Việt Nam đã chính thức phân loại nguồn đầu tư của chúng tôi đến từ Canada. Cộng đồng đầu tư Hoa Kỳ do vậy thực tế đã có những đóng góp thực tế to lớn và hiệu quả hơn nhiều, tham gia đa dạng vào nhiều lĩnh vực kinh tế quốc dân của Việt Nam, từ năng lượng đến du lịch, mỹ phẩm, đồ uống, đến xe cộ, ngân hàng, tài chính, pháp luật, v.v. Không chỉ Ngài Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ mong muốn Việt Nam tiếp tục thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đó cũng là mong muốn của Chính phủ chúng tôi. Chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh ngay bây giờ. Hầu hết tất cả các quốc gia trong khu vực đều đang nỗ lực phát triển một nền kinh tế kỹ thuật số hiện đại nhằm thu hút vốn đầu tư tương lai và những công việc đãi ngộ cao cho người dân của họ. Để Việt Nam trở nên thành công, chúng tôi trông đợi chính phủ sẽ kiểm soát được tác phong quan liêu không hiệu quả và nỗ lực xây dựng hành lang pháp lý quốc gia ổn định. Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần một môi trường khích lệ và ổn định để phát triển. Như các bạn có thể biết, điều đó nghĩa là mối quan hệ giữa chúng ta và các tổ chức hành chính nên được coi là mối quan hệ đối tác, hỗ trợ lẫn nhau. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên quan điểm lạc quan về tương lai kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin chia sẻ những quan ngại với những thay đổi trong chính sách và luật lệ không phù hợp với thông lệ quốc tế và khiến các nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rủi ro và trở ngại khi đưa ra quyết định triển khai kinh doanh đầu tư. Chúng tôi tin rằng các bộ luật, các thể chế và các quy định cần được thiết kế nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng trông đợi pháp luật về đầu tư và những quy định kèm theo nên có thêm những điều khoản rõ ràng và chi tiết về đảm bảo quyền lợi đầu tư nhằm nâng cao sự an tâm cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ, cũng trông đợi một sân chơi bình đẳng để không chỉ thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài trong tương lai, mà còn là giữ gìn được những nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang có sẵn ở đây. Nhận thức được tầm quan trọng mà chính phủ kỳ vọng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi mong muốn có được cơ hội hợp tác với chính phủ và tổ chức nhằm chinh phục những thử thách và ngăn chặn những vấn đề, rủi ro, bởi vì các thành viên AmCham tin tưởng rằng môi trường kinh doanh có thể được hỗ trợ tối đa bởi những hành động cụ thể của chính phủ nhằm tăng trưởng năng suất, giảm thiểu chi phí và rủi ro đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ thống nhất bởi một cam kết chung với quy định về tự do thương mại, mở cửa thị trường, doanh nghiệp tư nhân và luồng thông tin không bị hạn chế. Chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ cam kết của chính phủ với sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, cũng như sự đóng góp của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong thực tế, có rất nhiều các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong nhiều lĩnh vực trở thành đối tác chiến lược của những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Kể từ khi thành lập, AmCham đã khẳng định rằng những nhà đầu tư nước ngoài chất lượng cao không chỉ giúp phát triển nền kinh tế Việt Nam, mà còn giúp đẩy mạnh phát triển toàn bộ hệ sinh thái của các doanh nghiệp và các nhà khởi nghiệp địa phương tại Việt Nam. Tới đây, AmCham sẽ sớm hợp tác triển khai chương trình Link SME của USS trị giá 22 triệu đô la Mỹ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam sớm hội nhập với chuỗi cung ứng toàn cầu. Những chương trình như thế không chỉ giúp các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm đối tác phù hợp, mà còn giúp phát triển nền kinh tế Việt Nam một cách toàn diện. Nhìn về 30 năm tiếp theo, chúng tôi có thể thấy Việt Nam có rất nhiều cơ hội tuyệt vời. AmCham sẽ tiếp tục làm việc để giảm thiểu những rào cản thương mại nhằm giúp chính phủ Việt Nam có nhiều cơ hội dễ dàng hơn để kinh doanh và tạo ra một môi trường kinh doanh chất lượng cao, minh bạch và ổn định cho các nhà đầu tư như chúng tôi và các bạn ở đây có thể được tiếp cận sự công bằng tới cơ hội này. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các vị lãnh đạo.
các vị khách quý và các thành viên của chúng tôi ở đây hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Your Excellency, the Prime Minister. Trong 50 năm qua, chúng ta đã được tiếp cận những phát triển công nghệ sau khoảng mỗi thập kỷ. Điều này đã tạo ra sự thay đổi quan trọng đối với cách chúng ta sản xuất và tạo ra giá trị. Làn sóng công nghệ hiện tại cũng có thể được đặt trong bối cảnh tầm nhìn dài hạn của các cuộc cách mạng công nghiệp là một sự thay đổi đặc biệt lớn và chắc chắn đã tạo ra xung lực lớn cho những biến đổi toàn cục diện và đối với Việt Nam, kích thích sự tham gia cũng như tinh thần hăng hái ở mức độ lớn nhất xưa nay. Điều này ám chỉ rằng chúng ta có thể đang chuẩn bị gối mình sang một chương mới quan trọng về kinh tế. Tôi sẽ cố gắng nhìn xa hơn sự sôi nổi này và suy nghĩ về cơ hội thực sự dành cho Việt Nam trong 10 năm tới và cách FDI có thể tối đa hóa tiềm năng chiến thắng của các bạn trong cuộc chơi mới này. Thứ nhất, trong sự tương tác của công nghệ và các ngành công nghiệp hiện có, các cơ hội kinh tế mới có giá trị hàng nghìn tỷ đô la Mỹ sẽ nảy sinh. Điều này bao gồm một số lĩnh vực có liên quan cao đối với cách mạng công nghiệp 4.0 như ngành robot và phân tích. Thứ hai, chúng ta đang ở giữa một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu về đổi mới và năng lực sáng tạo, và tỷ trọng của GDP này sẽ một cách tự nhiên nghiêng về các nước có hệ thống đổi mới tiên tiến nhất. Hệ thống đổi mới sáng tạo tôi nhắc đến ở đây là hệ sinh thái của các công ty, tổ chức và các thể chế nhằm phát triển, thương mại hóa các sáng tạo. Nếu một quốc gia không có một hệ thống sáng tạo tiên tiến thì một lợi thế lớn khác mà nó có thể tận dụng là kích thước của thị trường, vì nhu cầu lớn trong nước sẽ mang lại cơ hội thương mại hóa và do đó sẽ tài trợ cho sự đổi mới sáng tạo trong nước. Tóm lại, các bạn không muốn trở thành một đất nước nhỏ với hệ thống đổi mới sáng tạo kém phát triển. Vậy chúng ta đứng ở vị trí nào trong phạm vi hai yếu tố này ở Việt Nam? Nếu quý vị nhìn vào bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của WEF thì công ty chúng tôi đứng thứ 47 và chúng tôi xếp hạng thứ 20 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu chúng tôi so sánh với Trung Quốc, họ đứng thứ 6 về đổi mới và có thị trường lớn thứ 2, thị trường này sẽ sớm trở thành lớn nhất. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta nhìn thấy Trung Quốc tiến vào vị trí dẫn đầu trong một số làn sóng công nghệ quan trọng nhất đang diễn ra ngày nay, và đa phần trong số đó diễn ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại BCG, chúng tôi đã dành thời gian suy nghĩ về cách các quốc gia khác nhau tự phân khúc dựa trên các yếu tố này, vì chúng tôi tin rằng chìa khóa cho cách tiếp cận của một nước đối với cả cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo nói chung là một sự hiểu biết thực tế về nguồn gốc của nó. Nếu chúng ta quan sát tình hình của Việt Nam, có hai chủ đề xuất hiện mạnh mẽ, một nhu cầu chuyên hóa và hai nhu cầu quan trọng cho việc hấp thụ năng lực sáng tạo vào nền kinh tế càng nhanh càng tốt. Khi nói đến chuyên môn, có thể xác định các cơ hội bằng cách nhìn vào các lĩnh vực có sức mạnh hiện tại của chúng ta về phát triển công nghiệp và sau đó bồi đắp nó theo xu hướng công nghệ tạo ra các lĩnh vực cơ hội mới mà chưa có ai thiết lập được vị trí thống lĩnh. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào đồng bằng sông Hồng, chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam đã thiết lập một vị trí đáng kể về thế mạnh với đầu tư sản xuất, đầu tiên là may mặc, sau đó là điện tử tiêu dùng và bây giờ là ô tô, với sự ra mắt thú vị của VinFast tại Paris hôm thứ Ba vừa rồi, phần lớn trong số này do các chính sách FDI thành công trong quá khứ. Sau đó, chúng tôi bồi đắp trên nền tảng đó những xu hướng công nghệ bền vững của cách mạng công nghiệp 4.0 như robot, tự động hóa, dữ liệu bao trùm, v.v. Với ví dụ cụ thể này, chúng tôi có thể kết luận rằng có cơ hội để thiết lập một cụm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thông minh, tức là sản xuất và sử dụng cảm biến để theo dõi sản xuất của nhà máy và quá trình cũng như giá trị gia tăng đối với thông tin đến từ các cảm biến này. Cũng tương tự việc có thể phát triển nhà máy song sinh kỹ thuật số, có thể xử lý và mô phỏng dữ liệu về hiệu suất của nhà máy gốc. Lĩnh vực này nghe có vẻ rất cụ thể và kỹ thuật, nhưng để nhấn mạnh điểm cốt lõi ở đây, vì chúng ta là một đất nước có quy mô vừa với hệ thống sáng tạo mới nổi, chúng ta cần chọn một lĩnh vực rất cụ thể mà chúng ta có thể đạt thành tựu, và chúng phải là những lĩnh vực mà ta cảm thấy có thể xây dựng lợi thế. Vì vậy, sau đó chúng ta có thể đặt câu hỏi, nếu chúng ta có cơ hội trong công nghệ nhà máy thông minh, liệu có những cơ hội nào từ cách mạng công nghiệp 4.0 mà đồng bằng sông Hồng có thể xây dựng vị trí lợi thế? BCG trước tiên xem xét sự phân bố của hoạt động kinh tế trên toàn quốc, tìm cách định hình xem các cụm công nghiệp nào được tập trung ở những phần nào của Việt Nam. Vì vậy, nếu chúng ta phóng to đồng bằng sông Hồng, chúng ta có thể thấy phần lớn có sự tập trung ở các lĩnh vực như sản xuất, truyền thông, dịch vụ tài chính và bất động sản. Sau đó, chúng ta bồi đắp trên những lĩnh vực này các xu hướng công nghệ chủ chốt, tự động hóa, số hóa và xu hướng phi công nghệ đang ảnh hưởng đến RRD như đô thị hóa nhanh. Sau đó, chúng tôi đánh giá các lĩnh vực mà Việt Nam có thể có lợi thế bền vững dựa trên một số lợi thế như nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng suất trong các lĩnh vực liên quan. Trong số nhiều cơ hội được xác định, có 4 cơ hội nổi bật: nhà máy thông minh, thành phố thông minh, phương tiện kỹ thuật số mới và bảo mật mạng. Tất cả những cơ hội hiện tại gắn liền với ngành công nghiệp 4.0, nơi
chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể thiết lập một lợi thế cạnh tranh bền vững. Cuối cùng, ta chuyển sang xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo và vai trò của FDI trong đó. Trong cuộc đua vũ trang toàn cầu vì đổi mới sáng tạo, Việt Nam nên theo đuổi mọi cơ chế pháp lý có sẵn để tạo thuận lợi cho chúng tôi, nâng cao năng lực sáng tạo của đất nước các bạn. Một trong những ví dụ điển hình nhất về cơ chế để áp dụng sự đổi mới thực sự là VinFast, một công ty mới thành lập có vốn đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của Vingroup. Công ty này vừa mới ra mắt những mẫu xe đầu tiên của mình tại triển lãm ô tô Paris. Tất cả mọi người đều hào hứng với những chiếc xe, nhưng điều thực sự thú vị là số lượng đổi mới trong công nghệ, con người và các bí quyết mà Vingroup đã hấp thụ vào đất nước trong tiến trình này. Vì vậy, theo cách nào đó, đây là một chuẩn mực để chúng ta theo đó tự đánh giá. Nhưng không phải mọi ngành nghề sẽ đều đạt được những thành tựu như VinFast, ít nhất là chưa đạt được. Sẽ có những ngành công nghiệp quan trọng và các lĩnh vực mang lại cơ hội trong thập kỷ tới. Trong đó, cách nhanh nhất để xây dựng năng lực sáng tạo của chúng ta là có các nhà lãnh đạo đổi mới trên toàn cầu đến hoạt động tại nước ta. Vì vậy, ví dụ trong bảo mật mạng, trong 10 năm tới có thể hiểu rằng ta sẽ có một số công ty Việt Nam đang cạnh tranh trong thị trường an ninh mạng khu vực. Nhưng bây giờ điều quan trọng là ta thu hút những công ty và tổ chức về an ninh mạng tốt nhất đến Việt Nam để phục vụ nhu cầu thị trường và giúp xây dựng một nhóm người tài năng trong không gian đó. Và thông điệp cho các công ty này phải rõ ràng, hãy đến và mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn tại Việt Nam, tận dụng lợi thế của lực lượng lao động hiệu quả cao để cải thiện khả năng sinh lời của bạn. Và trong tương lai, bạn sẽ muốn xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển toàn cầu tại đây, bởi bạn sẽ thấy rằng lực lượng lao động của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trong không gian của bạn. Và đó là niềm tin BCG dựa trên mối quan hệ của chúng tôi với nhiều công ty trên khắp thế giới, rằng đây là thời điểm thích hợp cho thông điệp này. Nhiều người trong số họ đã có mặt ở đây và nhiều người khác đang bày tỏ sự quan tâm tham gia. Trong giai đoạn sắp tới của các mối quan hệ FDI mới với chất lượng cao hơn, sẽ có 3 điều khiến chúng ta thành công. Chúng ta nên đưa ra tín hiệu dài hạn cho các công ty sáng tạo nhất trên thế giới rằng ta hoan nghênh sự tham gia của họ trong nước và họ sẽ có thể xây dựng lợi thế về chi phí trong các hoạt động có giá trị cao hơn như mã hóa, cũng giống như một số công ty đã làm như vậy với các hoạt động giá trị thấp hơn, ví dụ như khâu vá. Chúng ta cần điều chỉnh môi trường kinh doanh để hỗ trợ các hoạt động này và để có được môi trường kinh doanh phù hợp, chúng ta có thể thử nghiệm với các khu vực chọn lọc như các khu công nghệ để kiểm tra và tinh chỉnh môi trường phù hợp để thí điểm trên toàn bộ đất nước. Chúng ta nên học những bài học từ một số nền kinh tế cỡ trung trên thế giới, những quốc gia có lịch sử lâu đời về việc tự xây dựng năng lực sáng tạo thông qua mối quan hệ tích cực với những nhà đổi mới hàng đầu thế giới. Các nước tiêu chuẩn sẽ bao gồm Úc, Canada, Ba Lan và Hàn Quốc, và bài học quan trọng nhất từ các quốc gia này là việc chuyển giao công nghệ phải vừa được chính phủ quan tâm tạo động cơ mạnh mẽ và đồng thời giám sát chặt chẽ mà không quá xâm nhập. Tôi muốn kết thúc bài phát biểu của mình với một nhận xét về FDI không liên quan trực tiếp đến cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta đã vận hành một mô hình thành công ở Việt Nam trong 20 năm qua. Điều đó đã đưa nhiều người ra khỏi những công việc thu nhập thấp ở nông thôn và mang lại thu nhập cao hơn trong ngành công nghiệp. Và mặc dù một vài khu vực trong nước sẽ cần phải áp dụng một mô hình hoàn toàn mới, cũng có những khu vực khác chưa được hưởng lợi đầy đủ từ mô hình hiện tại. Và việc đưa mô hình hiện có đến các tỉnh này vẫn là một trong những mục tiêu kinh tế quan trọng nhất. Với 60% dân số của Việt Nam vẫn ở nông thôn, chúng tôi có thể mang lại những tiêu chuẩn sống tốt hơn cho những người này thông qua mô hình FDI thông thường. Kính thưa Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, kính thưa Ngài Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Trước tiên, cho phép tôi gửi lời chúc mừng tới sự kiện 30 năm Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thông qua sự kiện ngày hôm nay, tôi rất vui mừng khi thấy được một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam. Trải qua 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chỉ trong một khoảng thời gian không dài, mối quan hệ hợp tác Việt-Hàn đã đạt đến đỉnh cao quan hệ ngoại giao. Về mặt kinh tế, Hàn Quốc là quốc gia đầu tư số 1 vào Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế bền vững với số lượng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam lớn nhất. Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam và trong số các quốc gia châu Á có sự hiện diện đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Có thể nói chưa nơi nào có sự kinh doanh sôi động như tại Việt Nam. Giờ đây có thể nói Việt Nam chính là chìa khóa hướng tới tương lai đối với Hàn Quốc.
Có được thành quả như vậy là bởi chính phủ Việt Nam đã có những chính sách thu hút đầu tư mang tính nhất quán và hỗ trợ doanh nghiệp một cách tích cực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất nỗ lực trong việc tháo gỡ các quy chế đối với nhà đầu tư nước ngoài và cũng dồn nhiều tâm huyết để xây dựng hệ thống vận hành phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan, cục đầu tư nước ngoài, trong đó không thể không kể tới Ngài Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chính phủ Việt Nam đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài và không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút FDI, cũng như thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh, cải thiện chế độ luật đầu tư, luật doanh nghiệp. Theo báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đã tăng lên hạng 56 trong tổng số 151 quốc gia. Đặc biệt trong lĩnh vực tăng cường bảo hộ nhà đầu tư, Việt Nam đã cải thiện từ 130 lên 100, từ đó cho thấy những thành quả cải thiện rõ rệt về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tính đến nay, đại đa số các doanh nghiệp Hàn Quốc đều tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Điều này là bởi tiềm lực của Việt Nam với vai trò là nhà máy sản xuất của thế giới là vô cùng to lớn. Hiện tại, nhờ vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, các lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc cũng trở nên đa dạng hơn. Gần đây, do mức thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng lên, doanh nghiệp Hàn Quốc đang rất quan tâm tới các lĩnh vực như phân phối, y tế, giáo dục đào tạo, dịch vụ. Tuy nhiên, những lĩnh vực này chưa thực sự được mở cửa đối với người nước ngoài, các quy định pháp luật liên quan cũng rất phức tạp và rắc rối. Chúng tôi hy vọng rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cục Đầu tư nước ngoài sẽ kết hợp với các bộ ban ngành liên quan để thuận lợi thu hút đầu tư cho các lĩnh vực này. Giờ đây, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại công nghệ mới đã chính thức bắt đầu. Tôi nghĩ rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu từ ý tưởng và năng lực kỹ thuật, và những giá trị này đều do chính bàn tay con người tạo ra. Vì vậy, cơ hội sẽ đến khi chúng ta tập trung phát triển nguồn nhân lực, một khi doanh nghiệp sản xuất, trường học và viện nghiên cứu có mối liên kết chặt chẽ, tập trung phát triển các chương trình giáo dục, đào tạo đa năng, thì đây sẽ là nguồn động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Những lĩnh vực là điểm mạnh của Hàn Quốc như đô thị thông minh, chính phủ điện tử, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng có thể là những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác. Hơn ai hết, COCHAM không bao giờ chỉ tập trung vào những lợi ích kinh tế. Chúng tôi sẽ đi đầu trong việc tạo dựng văn hóa đầu tư, mang lại những giá trị tăng trưởng lớn hơn, đồng hành cùng cộng đồng và xã hội Việt Nam để cùng làm nên những trái ngọt tăng trưởng đầu tư Việt Nam. Với tài năng lãnh đạo xuất chúng, cùng bề dày kinh nghiệm hoạt động chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo ra cuộc cải cách kinh tế giúp Việt Nam có những bước tăng trưởng bền vững. Trong suốt 26 năm qua, nhờ sự quan tâm sâu sắc cũng như những ý kiến chỉ đạo kịp thời của Ngài Thủ tướng, mối quan hệ hợp tác tăng trưởng kinh tế giữa hai nước đã vươn lên một tầm cao mới và chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã và đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, có một số quan ngại đối với nhà đầu tư như chi phí nhân công tăng, thiếu lao động ngành nghề, các vấn đề liên quan đến chính sách thuế. Vì vậy, chúng tôi rất mong Ngài Thủ tướng sẽ lưu tâm đến vấn đề này để các nhà đầu tư vừa và nhỏ của Hàn Quốc cũng có thể đóng góp vào môi trường đầu tư, cũng như tạo ra nhiều cơ hội Việt Nam cho người dân Việt Nam. Chúng tôi cam kết rằng, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ trở thành người bạn đồng hành vững chãi trong quá trình phát triển của Việt Nam, như chúng tôi vẫn đang và đã luôn như vậy. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng tới hội nghị kỷ niệm 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Create a better investment environment for investment attraction in those particular fields. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, tôi rất vui mừng tới dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thay mặt chính phủ, tôi gửi lời chào thân ái tới quý vị đại biểu, đại diện cho các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, các đại sứ quán, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham dự hội nghị trọng thể ngày hôm nay. Chúng ta đã nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo đánh giá tổng kết 30 năm thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bài học kinh nghiệm, những định hướng lớn về thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới. Các hiệp hội doanh nghiệp, công ty tư vấn quốc tế đã nêu nhiều ý kiến tham luận chân thành, tâm huyết, đánh giá về môi trường đầu tư, cơ hội và tiềm năng đầu tư, đặc biệt những hạn chế, những tồn tại, các thách thức, tận dụng cơ hội của cách mạng 4.0, những khuyến nghị, chính sách đầu tư hết sức sâu sắc. Đại diện các thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Dương,
cũng đã nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư mang tính liên vùng, tạo sự lan tỏa phát triển, giải pháp thu hút đầu tư gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị là nguồn thông tin tin cậy để Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh đề án tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài và để Chính phủ xây dựng những chính sách mới nâng tầm hợp tác đầu tư nước ngoài thời gian đến. Thưa tất cả quý vị, tôi đánh giá cao báo cáo tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài và đặc biệt biểu dương Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết gắn liền với hoạt động xúc tiến đầu tư cấp quốc gia cùng với nhiều hoạt động bên lề như triển lãm thành tựu 30 năm đầu tư nước ngoài, chương trình kết nối doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài vào chiều hôm nay, cũng như các cuộc gặp gỡ giữa các nhà đầu tư với các bộ ngành địa phương. Và đây cũng là đợt xúc tiến có quy mô lớn với khoảng 2.600 người dự. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ quan trọng. Một là sau hơn 3 thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn dân và sự hợp tác của các cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 6,6% năm trong 30 năm qua. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tổng kết 30 năm qua cho thấy việc mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn và đã góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng của đất nước. Các thành tựu đã đạt được nêu cụ thể tại báo cáo tổng kết, tôi không nhắc lại, nhưng xin nhấn mạnh các nội dung sau. Thứ nhất, sự nghiệp đổi mới bắt đầu từ 1986, thì đến tháng 12 năm 1987, Quốc hội nước ta đã ban hành luật đầu tư nước ngoài. Có thể nói, thu hút đầu tư nước ngoài luôn song hành với sự nghiệp đổi mới và là sự cụ thể hóa, sinh động, chủ trương mở cửa của đất nước. Trong tiến trình phát triển, đầu tư nước ngoài chính là một nội hàm quan trọng của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và nay tiến lên là hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao tầm vóc và vị thế quốc tế của Việt Nam. Thứ hai, những năm đầu tiên, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, kinh nghiệm quản lý nhà nước và kinh tế thị trường còn thiếu, thì sự vận hành khu vực đầu tư nước ngoài theo các nguyên tắc thị trường đã trở thành nơi để chúng ta học tập vận dụng các chính sách về kinh tế thị trường một cách linh hoạt, sáng tạo. Thứ ba, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 26.500 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, cam kết đầu tư trên 334 tỷ đô la vào Việt Nam. Từ bản thân các con số thống kê được tổng kết đã nói lên vai trò của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế của Việt Nam. Tôi xin nhắc lại con số có ý nghĩa này. Đến 2017, đầu tư nước ngoài của chúng ta đã chiếm 20% tổng GDP, 23,7% tổng vốn đầu tư xã hội, 70% kim ngạch xuất nhập khẩu, 17,7% tổng thu ngân sách, giải quyết 4 triệu việc làm trực tiếp và từ 4 đến 5, 5 đến 6 triệu lao động gián tiếp, vân vân. Thứ tư, trong đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam trở thành địa điểm đầu tư tin cậy, hiệu quả. Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài thành công nhất của khu vực và trên thế giới
thời gian qua. Tôi cũng xin nói rõ thêm, báo cáo 2017 của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam nằm trong top 12 quốc gia thành công nhất về thu hút đầu tư nước ngoài và nhóm đầu của 12 nước này. Thưa quý vị, vui và tự hào về những thành tựu to lớn của đầu tư nước ngoài, nhưng tôi muốn chúng ta nhìn thẳng vào những hạn chế tồn tại và cả những thua thiệt trong thu hút đầu tư nước ngoài. Báo cáo tổng kết đã phân tích cụ thể, nhưng tôi nêu một số điểm chính. Trước hết, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài về cơ bản đang sử dụng công nghệ trung bình hoặc trung bình tiên tiến so với khu vực. Chưa có nhiều tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển còn ít. Liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước và chuyển giao công nghệ chưa đạt như kỳ vọng, chủ yếu là gia công, lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành thấp, giá trị gia tăng trên một đơn vị sản phẩm không cao. Một số dự án đầu tư nước ngoài tiêu tốn năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường, còn biểu hiện báo lỗ, chuyển giá, đầu tư chui, không đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ quản lý, kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Thiếu các quy định và tư duy quản lý phù hợp, mang tính cạnh tranh để thu hút các tập đoàn toàn cầu, các nhà đầu tư công nghệ cao. Các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn công nghệ vào nước ta nhìn chung rất quý, nhưng có tranh thủ được nguồn lực này cho phát triển, cho nâng cao quốc lực của đất nước là trách nhiệm của chúng ta. Điều này đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, tổng thể và quyết tâm cao để sớm khắc phục trong thời gian tới. Nhìn chung, dù vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục, hoàn thiện, nhưng tổng quát 60 năm hợp tác đầu tư nước ngoài có thể khẳng định thu hút đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn và thành công của Đảng và Nhà nước ta. Khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam và đang đồng hành cùng lớn lên với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là những thành viên tích cực trong đại gia đình các doanh nghiệp Việt Nam, và Việt Nam tự tin và tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương hợp tác đầu tư nước ngoài. Thưa tất cả quý vị, hiện nay Việt Nam đang tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Quan điểm Việt Nam đối đầu tư nước ngoài sẽ mở theo hướng sau. Một là Việt Nam khẳng định nhất quán khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Sau 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, nay Việt Nam đã thực hiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài với nội hàm mở rộng hơn. Tôi cũng muốn nói rõ thêm điều này. Hợp tác đầu tư nước ngoài là chúng ta không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài, mà hợp tác cả về quản lý, kết nối, đầu tư mua lại, sáp nhập lẫn nhau, đặc biệt nhấn mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, bảo đảm các lợi ích xã hội. Đây cũng chính là nội hàm của các hiệp định APTA thế hệ mới và là nền tảng cho phát triển bền vững. Hợp tác đầu tư nước ngoài là mang tính chủ động, có sự bình đẳng, lựa chọn, không phải nhà đầu tư nước ngoài
mang gì và ta cũng chấp nhận ấy nấy. Và điều quan trọng là có sự lựa chọn dần thoát khỏi gia công, laptop đơn thuần, nâng tầm trình độ sản xuất, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế quốc gia. Hai là, Việt Nam mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho nhà nước, cho xã hội và bảo vệ môi trường. Ba là, thúc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, công nghệ chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Bốn là khuyến khích đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên, lao động, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, sản phẩm có giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa cao, đồng thời thu hút các dự án đầu tư nước ngoài tiếp cận với các công nghệ tương lai của cuộc cách mạng 4.0 để tạo ra giá trị gia tăng hơn. Xuất phát từ thực tiễn của đất nước, chúng ta tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết lao động, việc làm ở các vùng nông thôn, miền núi. Còn khu vực thành phố phát triển, thị xã thì ưu tiên thu hút đầu tư kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, v.v. Đây là quan điểm nhân văn của phát triển bền vững, bao trùm, chia sẻ thành quả phát triển với mọi người dân. Năm là hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư có công nghệ mới, sáng tạo, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế để hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài liên kết với các tập đoàn đa quốc gia trong cụm liên kết ngành, từng bước tham gia của công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn, hợp tác đầu tư nước ngoài phù hợp với lợi thế quy hoạch của địa phương, vùng, đảm bảo hiệu quả. Thưa quý vị, bối cảnh khu vực thế giới đang có nhiều biến động, cạnh tranh gay gắt, đang xen cả cơ hội và thách thức. Cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa mạnh mẽ tới từng doanh nghiệp, từng người dân. Với các quan điểm đã nêu trên, Chính phủ Việt Nam yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, tập trung làm cho được điều mà các nhà đầu tư luôn cần là giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là điều không dễ, đòi hỏi và thống nhất tư tưởng, nhận thức về hợp tác đầu tư nước ngoài và triển khai đồng bộ, sáng tạo các biện pháp về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Trong đó, như các nhà tư vấn, các hiệp hội đã nêu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ hai, hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến đầu tư, đảm bảo sự tương thích, đồng bộ giữa các nhà, những các luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật xuất nhập cảnh, luật lao động, quy hoạch, du lịch, v.v. phù hợp với các cam kết quốc tế, nhất là các APTA thế hệ mới. Trong đó có thực hiện chủ trương hợp tác đầu tư nước ngoài, có ưu tiên, chọn lọc, gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Thứ ba là khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ hỗ trợ. Từ tư duy thụ động, biển nhà đầu tư nước ngoài mua, nay chuyển sang các doanh nghiệp trong nước có thể chủ động mua lại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để tiếp thu thị trường, kênh phân phối, làm chủ công nghệ, quản lý và phát triển các sản phẩm quốc gia. Sự kết hợp này vô cùng cần thiết trong tình hình phát triển các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam. Thứ tư là hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên nguyên tắc gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thực hiện đúng cam kết đầu tư, tuân thủ đúng tiêu chí, điều kiện hưởng ưu đãi. Đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được ưu đãi thì phải có đầu tư thực sự hiệu quả, kiểm chứng trên cơ sở tiêu chí cụ thể, nhất là cam kết về đầu tư công nghệ cao, bảo vệ môi trường, khai khoáng, có chế biến sâu, v.v.
Thứ năm là tạo cơ chế kết nối các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến. Thứ sáu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế phân công, phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài giữa các cơ quan trung ương và địa phương, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở các quan điểm, nhiệm vụ nêu trên, các bộ, ngành và địa phương cần rà soát và hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, các chính sách, các giải pháp trong lĩnh vực quản lý của mình. Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, trình Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa công tác đầu tư nước ngoài. Tôi tin tưởng rằng với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sự chỉ đạo triển khai quyết liệt của các cơ quan của Đảng, của nhà nước, sự ủng hộ của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp và người dân, môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ tiếp tục không ngừng được cải thiện, mang tính cạnh tranh với khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia và đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân. Thay mặt Chính phủ, một lần nữa tôi biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt bậc của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong đó có Cục Đầu tư nước ngoài, vì đã có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của hoạt động đầu tư nước ngoài trong suốt 30 năm qua. Tôi cũng cảm ơn các cơ quan ngoại giao, các sứ quán, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế vì những đóng góp tích cực, chân thành trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam với các nước và ủng hộ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt, tôi cảm ơn, đánh giá cao các nhà đầu tư nước ngoài đã tin tưởng Việt Nam, lựa chọn Việt Nam và đã đồng hành lớn lên cùng Việt Nam. Các bạn đã cùng chúng tôi vượt qua khó khăn và đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của Việt Nam trong suốt chặng đường 30 năm qua. Tại hội nghị này, tôi xin khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán và cam kết tiếp tục thực hiện chủ trương chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài và cam kết xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, mang tính cạnh tranh, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế tiên tiến và phù hợp với cam kết tiêu chuẩn cao trong các hiệp định EFTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển bền vững. Sự thành công của các bạn tại Việt Nam cũng chính là sự thành công, niềm tự hào của chúng tôi. Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn các đồng chí lão thành qua thời kỳ làm công tác đầu tư nước ngoài đã có mặt ngày hôm nay. Tôi xin chúc quý vị sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.